đời con chưa thấy đó biết bao nhiêu nỗi lòng, đời con chưa thấy đó biết bao lần vô tâm, lòng con sao hoang lạnh tựa rừng chiều hoang vắng, sao như còn nặng nề những lo toan, sao như còn vương xích xiềng tội nhân. Lạy Chúa xin thương xót linh hồn con, lạy Chúa xin tha thứ bao tội nhân, lạy Chúa xin cứu vớt linh hồn con, vì con đây tâm sự đã hao mòn. Đời con có những lúc gió nghe não nề, đời con có những lúc mắc thương tình nhiều thế, tìm đâu nơi hiên ngang để cậy nhờ nước nóng, khi dòng đời còn nhiều lúc phong ba, khi phận người chỉ là thoáng mây qua. Lạy Chúa xin thương xót linh hồn con, lạy Chúa xin tha thứ bao tội nhân, lạy Chúa xin cứu vớt linh hồn con, vì con đây tâm sự đã hao mòn. Kính thưa quý vị, hôm nay giờ thánh ca trên Chúa đời con được hân hạnh đón tiếp cha Christopher Tuấn Phạm đến để chia sẻ với chúng ta một ít về năm thánh cũng như là những cái điều kiện để chúng ta được nhận lãnh những cái ơn xá. Vì chúng ta cũng đã biết rằng năm thánh sẽ được kết thúc ngay từ lúc mà quý vị theo dõi chương trình thì khoảng chừng trong vòng một tuần nữa thôi. Trước hết ta thay mặt cho các anh chị em đang thực hiện chương trình, chúng con xin kính chào cha. Và xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người đang theo đài coi xa trên Chúa đời con. Thưa cha, thì như nãy con có giới thiệu chút xíu là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về năm thánh cũng như là những cái ơn xá. Đây là một cái dịp mà giáo hội mở ra để cho tất cả chúng ta được hưởng được những cái ân huệ mà trong cái kho tàng mà giáo hội đã có qua cái công việc mà cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Thưa cha, trước khi mà ta bắt đầu chương trình thì xin cha giới thiệu chút xíu. Thưa cha, thì hiện tại bây giờ cha đang phục vụ ở giáo xứ nào, giống như là cha chịu chức nữ mục từ năm nào và cha đã từng phục vụ ở nơi đâu? Dạ, cảm ơn anh nhiều. Thì năm nay đã bước vào năm thứ 10 rồi. Dạ vâng. Thật sự như vậy, làm linh mục thì đã được 10 năm, trải qua giáo xứ, hiện bây giờ đang phục vụ nhà thờ Chúa Kitô, đây là thầy chánh tòa hiện hay chúng ta còn gọi là thờ kiến đấy. Dạ vâng. Thì cha mới về đây được khoảng cỡ 4 tháng thôi. Còn trước kia thì giáo xứ đầu tiên là giáo xứ San Cecilia Church ở Tustin, thứ hai là giáo xứ St. Hedwig Church ở Los Alamitos, thứ ba là ở giáo xứ St. John Newman ở Irvine, và thứ bốn là cha ở giáo xứ St. Barbara Church. Có một rất là ngắn, có một năm thôi. Thì bây giờ là Đức Giám Mục kéo đưa về, bây giờ thánh tòa ở đây có cộng đoàn Việt Nam nên cha đang phải coi cộng đoàn Việt Nam. Dạ vâng. Thì thưa cha, thì nói về giáo xứ thánh tòa thì mình cũng phải nghĩ đến này, một cái cộng đoàn của Việt Nam đó là cộng đoàn giáo xứ Tam Biên được sáp nhập vào nhà thờ thánh tòa, thì đây là một trong những cái giáo xứ rất là lớn. Thì bây giờ từ trước khi mình bắt đầu chương trình, cha có một cái chương trình nào cha muốn giới thiệu ngay trước khi cha con mình quên? Bây giờ trước qua nó năm thánh trước đi. Vâng, được biết là năm thánh năm nay là năm đặc biệt lắm. Gọi năm thánh lòng thương xót, mà chúng ta được biết là cái năm thánh này đã bắt đầu từ tháng mùng 8 tháng 12 năm ngoái và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 là lễ Chúa Kitô Vua. Hôm nay là mình chỉ còn vọn vẹn khoảng một tuần nữa thôi. Là xong đấy. Dạ vâng. Thì đặc biệt trong cái năm nay đó, thì trong chúng ta được biết là địa phận của Orange County đó, quận Cam, chúng ta có tất cả năm cửa thánh. Và nhà thờ thánh tòa Chúa Kitô muôn đời cũng là một trong những năm cửa thánh đó. Dạ vâng. Dạ. Thưa cha nói một chút xíu cái cửa thánh đó nó mang một ý nghĩa gì thưa cha? Đây có phải là một cái nơi đặc biệt mình đến để mình được nhận lãnh ơn toàn xá hay thế nào thưa cha? Đúng rồi.
thì mình cái năm thánh đó thì mình bước qua cái cửa thánh đó thì mình được lãnh cái ơn toàn xá. Ví dụ như là mình cái điều kiện để lãnh ơn toàn xá này đó, mình là phải xưng tội, rước lễ, rồi đến cái nơi cửa thánh đó đó thì bắt đầu mình đọc kinh như kiểu là một kinh tinh kính nè, rồi một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, và sau đó mình sẽ hợp với lại cái ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong ngày đó. Ngày mình cứ theo hợp ý với Ngài thôi thì chúng ta lãnh được cái ơn toàn xá. Và đặc biệt năm nay là năm toàn xá, là được cái ơn tha tội từ khi chúng ta có trí khôn đến bây giờ, đến ngày chúng ta dù chúng ta ở tuổi nào thì năm nay là mình sẽ được cái ơn toàn xá của cái này, của đặc biệt trong năm nay. Thưa cha có nói một trong những cái điều kiện để được lãnh cái ơn toàn xá đó là phải xưng tội cũng như rước lễ. Thì thưa cha, thì nó hơi nó lít đến cái câu hỏi của con như thế này, là đôi khi mình chính bản thân con hoặc là một số người cũng có một cái sự ngộ nhận như thế này, là ơn toàn xá để tha những cái tội. Nhưng thật ra luôn anh. Tha vạ luôn. Mình có ơn tiểu xá thì mình được tha tội, nhưng mà với vạ phải đền. Đó, còn cái ơn toàn xá này để năm nay, đặc biệt là năm nay là năm lòng thương xót của Chúa đó, là tha hết những cái hậu quả của tội. Hậu quả của tội, đúng rồi. Dạ vâng. Thì thưa cha, khi mà nói đến ơn toàn xá thì khi mà mình nhận được cái ơn toàn xá đó thì mình sử dụng như thế nào? Mình nhường các ơn đó cho các đặng linh hồn, hay là mình sử dụng cho chính mình, hay như thế nào? Thì cha có thể nói một chút xíu về cái sự liên hệ giữa... Cảm ơn anh. Thì trước tiên là mỗi ngày chúng ta đều được một ơn toàn xá. Trong năm, một năm thánh lòng thương xót của Chúa đây, chúng ta có thể giữ cho mình hoặc là trao tặng cho một người nào đó. Có thể trong gia đình của mình có một người nào đó cần đến lòng Chúa thương xót thì mình có thể làm để xin Chúa nhường lại cái ơn đó cho người đó. Hoặc đặc biệt cho một linh hồn nào, có thể người thân yêu và các linh hồn, mình có thể là mình nhường một cái ơn đó cho một linh hồn. Dạ vâng. Dạ. Thì con cảm ơn cha, là cha nói đến một cái niềm tin trong cái sự thông công, sự thông công với nhau. Ở đây là rất là quan trọng, là bởi vì chúng ta phải hiểu được rằng là cái sự liên hệ giữa người sống và những người đã qua đời. Những người qua đời thì có một là các thánh, các thánh đã ở trên nước thiên đàng rồi, thì chắc không có cần đến cái cầu nguyện hoặc là những cái ơn xá mình chuyển. Nhưng mà đặc biệt cho các linh hồn mà đang còn ở những cái lửa luyện tội thì họ rất cần, tại vì những linh hồn đó họ không có cái cơ hội để mà làm những cái việc lành, cũng làm những cái việc phúc đức để được hưởng những cái ân xá đó. Thì cũng giống như một người đang khát nước. Thì lý do có nhớ mạnh là như thế này, là bởi vì chúng ta còn có một tuần thôi. Chúng ta còn có một tuần để phải nói là để mình làm cái việc mình catch up á, mình phải làm cho lẹ. Bởi vì thực sự ra như quý vị cũng biết là thưa cha, năm thánh cũng phải là một thời gian rất lâu mới được mở năm thánh một lần, phải không thưa cha? Cha được biết trong quá khứ, nếu một năm toàn xá thường thường là 100 năm, sau đó giáo hội cho 50 năm. Và đặc biệt cha biết năm nay là Đức Giáo Hoàng, bởi vì lòng ưu ái con cái của Ngài đó, đặc biệt là con cái của Ngài trên toàn thế giới, chúng ta được biết Đức Giáo Hoàng năm nay là 25 năm. 25 năm Đức Giáo Hoàng cho chúng ta đó. Bởi vì Đức Giáo Hoàng nghĩ rằng 50 năm có thể một đời người chưa lãnh được cái ơn toàn xá mà đã phải ra đi rồi. Mà cái ơn toàn xá này chúng ta, như cha nói đó, là có thể chúng ta giữ cho mình. Giữ cho mình, có thể là khi mình chữa soạn cho mình ngay giờ này, hoặc là khi mình chết á, rời thân xác này, thì cái ơn đó nó giúp cho mình được thanh tẩy, mình có thể về để gặp Thiên Chúa trên nước thiên đàng. Và ngoài ra cha cũng được biết đó, là anh nói về cái điểm rất là hay, cảm ơn anh, nói về trong cái tháng 11 nữa, chúng ta cũng lên nói một tí về gọi là các thánh thông công. Từ người Công giáo chúng ta thường tin đó là có thiên đàng, là cái nơi mà nhà cuối cùng cho tất cả những ai tin vào Chúa, những ai sống trong sạch đó thì được lên thiên đàng ở với Chúa. Còn những người mà thiên đàng, hỏa ngục, chúng ta tin rồi, luyện tội là cái nơi gọi là như cái tù vậy đó, cầm chừng xong rồi để đó để thanh tẩy. Để đó nên các linh hồn mình phải cầu nguyện là vậy đó. Cái năm thánh là mình lấy được cái ơn đó rồi mình nhường lại cho các linh hồn trong lửa luyện tội, đó là ơn toàn xá chúng ta trao lại. Còn các thánh khi họ làm thánh rồi đó thì mình cầu nguyện với các ngài, để các ngài này giúp chúng ta trung thành với Chúa, rồi mình lại cầu nguyện cho các linh hồn như anh nói đó. Trong luyện tội các linh hồn không thể nào làm được gì cho họ, họ chỉ cần đến cái sự cầu nguyện của những người. Nên các tháng 11 giáo hội cho chúng ta được cầu nguyện nhiều cho nhất là những người thân yêu hoặc là những các linh hồn mà cần đến lòng
Chúa thương xót chúng ta cầu nguyện cho họ cái tháng 11 này. Con cảm ơn Cha là bởi vì cái chính bản thân con vậy. Vì nếu mà không có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình cũng không có để ý đến được là cái năm thánh nó quan trọng như thế nào. Cũng giống như là cái thời điểm hiện tại bây giờ là cái năm thánh cũng sắp kết thúc rồi. Từ ngay lúc này mà quý vị đang theo dõi chương trình cho đến lúc mà kết thúc chỉ còn có một tuần lễ. Thì mà chúng ta thấy được là cái sự quan trọng của không những cho bản thân chính mình nhưng mà phải nghĩ đến những người các đảng linh hồn đang cần đến cái những cái ơn mà chúng ta sẽ chuyển nhượng cho họ. Thì bây giờ con xin Cha lặp lại một lần nữa để cho chúng con cũng như là quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình có thể là lấy giấy bút xuống để mà có thể mà ghi lại. Thưa Cha, thứ nhất, cái điều kiện để được lãnh ơn toàn xá là gì? Dạ vâng, con mời Cha trước. Đúng rồi, anh chị em thân mến, năm thánh cũng đã gần hết rồi. Trước tiên điều kiện là những ai chúng ta cần đi xưng tội nhé. Ta nói tội trọng đó, chúng ta nếu mà chúng ta tội trọng, ví dụ như thực tế nhất trong 10 giới răn Thiên Chúa, chúng ta ví dụ như là bỏ lễ Chúa Nhật nè, rồi vấn đề chúng ta có cái tội mà chúng ta phạm trong 10 giới răn đó, chúng ta cần phải đi xưng tội để được thanh tẩy trước cho mình trước. Sau đó là mình bước qua cái cửa thánh, đặc biệt là có 5 cái cửa thánh trong địa phận chúng ta. Nhà thờ Thánh Tòa, Chúa Kitô muôn đời là một nè, rồi Holy Family Cathedral nằm trên đường Glasgow, rồi một cái Omission. Omission nó nằm ở dưới cái vùng sao của Caligon County mình. Dạ vâng. Rồi cái cửa nữa là St. Joseph ở Santa Ana. Dạ. Rồi Our Lady Guadalupe ở Rea nữa. Tức là ở Rea tức là 4-5 cửa thánh đó. Và đặc biệt chúng ta đến, chúng ta đặc biệt là đi lễ, xưng tội, rước lễ, rồi chúng ta như Cha nói đó, đọc khi chúng ta bước vào cửa thánh đó, chúng ta đọc một kinh tin kính, một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng. Và sau đó chúng ta cầu theo ý Đức Giáo Hoàng của ngày đó. Mỗi ngày chúng ta được một ơn nhé. Mà bây giờ cho nên là những ai mà chưa đi đó thì Cha nghĩ còn có một tuần nữa để chúng ta cố gắng. Có chúng thể là mình giữ cho mình không được, Cha nghĩ vậy. Có thể mình giữ cho mình, rồi khi mà mình Chúa đến là mình được ơn của Chúa tha tội cho mình, là mình cũng được giúp cho mình được về thiên đàng mau hơn. Dạ vâng. Thưa Cha, khi Cha nói đến cửa thánh thì con lại liên tưởng đến đây là cái cửa nhà thờ hay như thế nào ta? Khi Cha bước qua cửa thánh rồi thì Cha phải giải thích rõ. Đúng rồi, cái cửa thánh đây đó thì những cái nhà thánh tòa có nhiều người đến đó, thì hỏi Cha là ủa cửa thánh đâu Cha con cho Chris. Thì Cha nói cửa thánh thì thầy thánh tòa chúng ta thấy có một cái nhà nguyện nhỏ đó, chúng ta mở qua đi qua cái cửa đó cũng là một cửa thánh nhé. Đi qua cửa thánh nhé. Rồi ngoài ra chúng ta có thể là tại cái nơi đây đó là cái nơi này là cái là thật sự đang sửa nữa, là nơi là hành hương đó. Thì bước qua cái cửa thánh của cũng là Arboreum đó, cũng là một cửa thánh. Và đặc biệt đó là ở nhà thờ Chánh Tòa có làm ra 11 cái tiếng Anh gọi station đó. Có một có những cái chỗ mà cái bảng để mà đến đó mình đến một cái thôi. Mình đến đó mình đọc kinh tin kính, một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng. Chứ không phải mình đi tới 11 chặng con. Một trong những 11 cái. Đây là cái sự hiểu lầm. Đây là cái sự một trong những 11 cái. Chúng con cứ nghĩ là mình phải đi cũng giống như một hình thức là đi hành hương đó. Cũng mình được. Nếu mà có thời gian, đúng rồi, cầu nguyện mà anh cầu nguyện mình cầu nguyện nhiều càng tốt không sao. Nhưng anh đến đó có những cái station đó là đến để ý đi. Ví dụ cầu nguyện đó cho nhà tù thì mình cái hướng của nhà tù ở Onakati đó, mình đến đó mình cầu nguyện cho những người trong tù, rồi cầu nguyện cho khỏi phá thai, cầu nguyện cho người nghèo, có một cái chỗ người nghèo, cầu nguyện cho người tội lỗi trở về, cầu nguyện cho các linh hồn, nó có hết mà. Có những cái đó thì mình anh vô trong đấy nó có cái bảng đó bằng tiếng Anh, nhưng mà mình nếu mình đấy mình đang trong nó có một cái cuốn sách chỉ cho mình làm thế nào để lãnh ơn toàn xá nữa. Thưa cha vừa nhắc đến những cái hệ lụy của tội, mà con cũng vừa nghe cha nhắc đến một cái tội mà con xin phép được thưa ra đây, nó cũng hơi tế nhị một chút xíu, mà nó cũng hơi cũng có thể cũng nhiều ngưỡng tránh không nói tới. Thưa cha, đó vấn đề đó mình biết là vấn đề nhiều khi các bạn trẻ đã lỡ vào cái con đường coi như nhiều khi mình cũng yếu đuối mình còn yếu đuối về vấn đề về xác thịt đó. Phá thai thì thưa cha nhắc một chút xíu về có những em cũng đã lỡ đường, đã một trần phạm, bây giờ đã quay trở về, nhưng mà cái tội này cũng là một cái tội tương đối là khá trọng. Đúng rồi. Tội trọng. Anh biết thì trong cái rất danh của Thiên Chúa là chớ giết người. Thì đặc biệt là đôi lúc chúng ta gọi con người chúng ta cũng có lúc yếu đuối, đúng không? Yếu đuối đặc biệt khi chúng ta còn trẻ đó, thì chúng ta lỡ lầm chúng ta gọi là phá thai đó là cũng là một giết em bé rồi. Em bé dù là boy hay girl mình không cho em đó cơ hội ra chào đời.
thì cái đó, cái hậu quả của cái người phá thai đó đó, hồi xưa cha được biết đó, là phải Đức Giám Mục là cái người mới tha tội cho cái người tội nhân đó, dạ, để xưng tội thôi. Nhưng mà cái năm thánh này Đức Thánh Cha Francisco á lại cho các cha, tức là các cha linh mục á, các linh mục trên toàn thế giới được nghe tội của những người đó và tha cho họ. Nhưng mà khi mà tha cho họ rồi thì những cái trường hợp như vậy đó thì chúng ta cũng nên đến các cái cửa thánh đó, cho nó cửa thánh đó, để lãnh cái ơn toàn xá, đặc biệt cái ơn toàn xá như vậy, tức là tha tội và tha vạ nữa. Và được tha vạ nó mới đặc biệt như vậy. Như lúc lúc mình được cái ơn như cả tiểu xá là mình được tha tội thôi, nhưng mà cái vạ vẫn phải đền. Tức là mình phải vô lượng tội đó. Nhưng mà đó thì cái tội năm nay thì cha thì khuyên thôi, tất cả ai cũng có lỗi lầm. Đối với cha, cha nhìn về gương các thánh đó, như thánh nữ Maria Magdalena, bà cũng có một lần lầm lỡ, rồi gặp Chúa là bà trở về, là bà ăn năn, bà khóc, rồi Chúa cũng hiện ra với bà cũng là người đầu tiên mà gặp Chúa Giêsu sống lại từ mồ đó, bà cũng là người đầu tiên được ôm Chúa vào lòng, mà Chúa cũng nói đó, để cha về với cha ta đó. Rồi thánh Phaolô cũng là người được trở lại, rồi thánh tôi nói về những cái thánh lớn đó, thánh Phêrô nữa cũng là một người chối Chúa nhưng mà ăn năn. Thì con người của chúng ta thì đã là con người thì đối với cha thì ai cũng có tội. Nên từ đó người Công giáo chúng ta thường khi thánh lễ đó, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, ai không có tư tưởng đúng không, lời nói nữa, việc làm, rồi và những điều thiếu sót nữa. Nhưng mà có cái điểm mà cha thích nhất là lỗi tại tôi, mà lỗi tại tôi mọi đàng nữa nhé. Phải nhận ra mình là tội lỗi vội đàng trước mặt Thiên Chúa. Thì thưa cha, thì cha có nhắc đến những cái hệ lụy của tội, đó là cái hậu quả của tội lỗi, thì cũng làm cho chúng con liên tưởng tới chút xíu rồi trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì giống như là khi mình phạm tội, ví dụ bây giờ mình phạm tội ăn cắp. Cái ăn cắp nó là tội. Mặc dầu mình đi xưng tội, mình được tha cái tội ăn cắp rồi. Nhưng mà cái hậu quả của tội khi mình ăn cắp của cái người kia thì họ kia vẫn mất tiền bạc. Thì cái anh phải cho rõ ăn cắp cái gì mới được. Ăn cắp là thôi bây gì? Giờ có nói ăn cắp tiền đi, ăn cắp tiền bạc. Thì cái hậu quả là cái người kia thiếu thốn, nhiều khi buồn phiền, rồi nhiều khi phải đói, không có cơm ăn. Thì cái hậu quả thì con đang suy diễn ra cái hậu quả của tội. Có phải là những cái gì mình làm để mình bù đắp lại, để cho bù đắp lại những cái tội mà nó gây ra. Bây giờ cho nói rõ hơn nhé. Bây giờ như nói về đề mà tiền bạc, ví dụ như vậy, cho đồng hình ảnh nó hơi rõ hơn một chút. Ví dụ như vậy đi, ăn cắp là tội rồi. Nha, Chúa dạy cho chúng ta là không lấy của người đó, chớ tham lam của người. Nếu mình có mà mình còn tham lam đó là tội. Nhá, tội là gì? Tội là mình biết nó lỗi nhưng mà mình nên làm là tội. Nhá, mình biết cái hành động mình làm, cái hành động mình làm biết nó sai. Ví dụ như bỏ lễ Chủ Nhật đi, mình biết Chúa dạy cho chúng ta là yêu Chúa, trên kính mến Chúa đó, mình bỏ Chủ Nhật đó là tội. Mình biết mà mình bỏ, nhưng mà mình nếu mà mình bệnh hoạn á thì nó khác. Còn đặc biệt những người mà nghèo đói, ví dụ đi người ta không có cơ hội nhá, nghèo đói mà không có, dụ nhà của họ có con đi, họ không có được khả năng để nuôi con, thì họ có thể qua bên hàng xóm đó, hàng xóm có trái cây nhiều đó, họ hái về họ cho con cái ăn, đấy không phải là tội. Cái đấy không phải là tội. Đấy họ lấy về họ nuôi con, mà họ bởi họ đói khổ, họ không thể nào. Nhưng mà còn nếu lấy mà mình có rồi mà mình lấy đó là có tội. Bởi vì mình có đầy đủ rồi mà mình ăn cắp của người ta. Hay là mình có nhiều người á, bây giờ ngày nay các cha thấy đó, có một số anh chị em đó lại hơi ngộ, tức là đi hái của người mang đi bán, xong lại bảo con nghèo quá con lấy của người ta đi bán. Không, cái đấy không phải. Mà có nhiều người đi hát cả cây của người ta, xong rồi lại bảo là nhà con cần, rồi con lại giờ hơi người ta không có hái, không con hái cái mang đi con bán, đấy là tội, đấy là tội, phải đền tội nhé. Thưa cha, để trở lại kể về cái ân xá trong năm thánh, thì con có một cái câu hỏi như thế này là trong cái năm thánh mình được hưởng những cái ân xá mà giáo hội cho mình cái cơ hội. Thế thì nếu mà không phải là năm thánh thì làm cách nào để mình được hưởng những cái ân xá? Đó thì ân xá là gì? Mình đi xưng tội là được ân xá hết rồi. Chúa tha tội cho mình. Đó, thì khi mình phạm tội đó thì mình khi xưng tội mình phạm tội đó thì mình luôn luôn ở các nhà thờ, đặc biệt giáo xứ của cha là một tuần thì có 2 giờ giải tội, thì tối thứ 6
thì cũng nhà tôi một tiếng. Dạ. Tôi sáng thứ bảy cũng nhà tôi một tiếng đó. Dạ. Thì đó là khi mình đến vô đó là mình được ơn tha tội. Dạ. Đấy, nhưng dạ. mà đôi lúc đó, những cái tội mình phải đền là vậy đấy. À, đền là đền cho. Cái mình được Chúa tha nhưng mà cái hậu quả cái như cái từng là consequences dạ. á, mình phải đền. Mà cái năm nay năm thánh á, được ơn tha hết luôn. Dạ. Tức là ơn toàn giá, dạ. tức là dạ. hết cái tội của mình. Dạ. Tức là đặc biệt thấy năm tháng năm nay là cái năm tôi nói đó, dạ. Chúa Hoàng cho chúng ta đặc biệt cái năm nay đó là dạ. mình được ơn toàn giá như vậy đó. Dạ. Dạ vâng. Con có một câu hỏi khác nữa là theo con biết đó thì những cái ơn xá là để thanh tẩy và xóa đi những cái hậu quả của tội. Thế thì những cái linh hồn của người đã chết, linh hồn các đảng linh hồn đã chết mà có thể là vướng một vài cái tội khi còn sống, thì làm sao để mình dùng những cái tín lý về sự thông công để mà giúp cho các đảng linh hồn như lúc nãy chắc anh quên đó, cha nhắc rồi, tức là mình năm nay năm thánh đó mình lấy cái ơn đó mình dừng lại cho các linh hồn nhá. Rồi nếu mà người thân yêu của mình đó mình rước lễ hy sinh đó, là những việc hy sinh mình nên thường thường đó. Cha có ngay cái nhà riêng của cha có vậy thôi, thật sự như vậy. Trong 14 năm qua đó cha cũng chôn hai người rồi, một người em của cha bị đụng xe chết, rồi một ông anh thì ngủ chết đó. Thì bây giờ thì mỗi thánh lễ đó cha làm lễ rồi cha cũng hợp với Chúa Giêsu chịu khổ nạn, rồi bởi vì yêu thương nhân loại Chúa đã đến, Chúa việc Chúa nằm trong mồ, Chúa thương yêu chúng con vì tội lỗi con người, thì xin Chúa thanh tẩy em con, anh con, rồi con cũng dâng hy sinh. Ví dụ như vậy đi, ví dụ như cái thường thường thứ sáu đó có thể là cha không ăn thịt, cha dùng cái hạ mình, mình đó, để dâng lại cái Chúa tha tội cho em của cha, anh của cha. Rồi ví dụ ngày thứ sáu, ngày cuối tuần đi, cha thì ta thích uống cà phê đó, cà phê đôi lúc đó cha lại bảo thôi mình uống cà tiền cà phê này thì mình làm cho gặp mấy người đói khổ, người homeless ở ngoài đường đó, thì mình lại lấy cái số tiền đó mình cho làm việc bố thí. Thì cha nghĩ là cái tiền đó để mình hợp với Chúa Giêsu, để con nhường cái hy sinh này để Chúa tha tội cho em con, cho anh con. Đó là cái cách đó, là cái cách đó là cha thấy là thực tế nhất. Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Trên Chúa Đời Con với Linh Mục Christopher Tuấn Phạm. Ngài hiện giờ đang là mục vụ của nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô. Thưa quý vị, đang trong dịp lễ các đảng linh hồn, thì trong cái tâm tình đó thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bản thánh ca Sự Sống Không Chết Nhưng Chỉ Đổi Thay, sáng tác của nhạc sĩ Francisco, do Kim Phượng trình bày sau đây. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có đôi ân xá. Thì thưa cha, thì năm thánh cũng đã kết thúc, sắp kết thúc,
Thì trong tương lai thì nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô có một cái chương trình gì để gửi đến cho giáo dân không thưa cha? Thì bởi vì năm thánh gần hết thì tại nhà thờ Chánh Tòa đó, người Việt Nam chúng ta thì đặc biệt là tuần tới, tức là chúng ta nghĩ là tuần tới là ngày 14 và 14, 15, 16 đó, thì chúng ta có biết, chúng ta đa số là người Việt Nam chúng ta đều biết hai cha rất là nổi tiếng, đó là cha Trường Luân và cha Vũ Thế Toàn. Trường Luân là của dòng Chúa Thế. Dòng Chúa Thế đó, thì ngài sẽ có cái chương trình của ngài như vậy là thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, 9 giờ sáng đến 12 giờ chiều đó giải tội và linh hướng, 3 giờ chiều khấn lòng thương xót, giải tội và linh hướng, 6 giờ 10 á bắt đầu hành hương chặng đàng thương xót, rồi 6 giờ 30 đó ăn tối này, chúng là 7 giờ là ca ngợi, rồi bắt đầu 7 giờ 30 là thuyết giảng và lễ chữa lành. Dạ vâng, đứa chữa lành ngày nào có lễ chữa lành hết. Là còn thứ 2, thứ 3, thứ 4. Dạ đúng rồi, đó là còn ngày 19 á thì do cha Vũ Thế Toàn. Đó dòng tên. Dạ vâng. Dòng tên nhé. Đó là 7 giờ 30 hành nó về tối đó nhé, 3 giờ chiều, rồi 8 giờ 30 đó thuyết giảng và bắt đầu thánh lễ là 9 giờ. Tối. Dạ vâng. Là cha vâng. Là nếu chúng ta đã đến thì chúng ta được đặc biệt là có cơ hội có gặp các cha nữa, cha Mai Thanh Cha gọi là cha Nguyễn Trường Luân đó. Dạ vâng. Cũng là một trong những cha trong tập sủng rất là lâu. Dạ vâng. Là lễ chữa lành mà đặc biệt có thể cha cũng giúp cho các cha trong những ngày đó. Dạ vâng. Dạ. Vâng. Thưa cha, thì thưa con cảm ơn cha đã đến để chia sẻ với chúng con ngày hôm nay. Thời giờ cũng không có nhiều, thì trong một cái dịp nào đó thì chúng con sẽ mời cha để trở lại với chúng con lần nữa. Trước khi kết thúc chương trình, và xin cha gửi lời chào cũng như ban phép lành đến cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Giờ đây một lần nữa xin chào đến toàn thể quý vị vừa đang theo dõi đài. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện và đang coi đài. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin chào cha. Xin chào anh. Đời con có những lúc gió mưa nghe náo nề, đời con có những lúc mắc thương tình nhiễu nghiêng, tìm đâu nơi yên hàn để cậy nhờ nước nóng, khi dòng đời còn nhiều lúc phong ba, khi phận người chỉ là quang minh qua. Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn con, lạy Chúa xin tha thứ bao tội nhân, lạy Chúa xin cứu vớt linh hồn con, vì con đi tâm sự đã an lòng, lạy Chúa. Lạy Chúa.